Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 11. Giép-thê người Gala-át là tay dõng sĩ, con của một người kỵ nữ và cha là Gala-át. Vợ của Gala-át có sinh cho người những con trai. Khi các con trai của vợ ấy lớn lên, bèn đuổi Giép-thê đi mà rằng: mày không được ăn phần gia tài trong nhà cha chúng ta, vì mày là con của người đàn bà khác. Vậy Giép-thê trốn xa anh em mình và ở trong xứ Tóp. Có những đứa du đảng hiệp lại chung quanh Giép-thê và đi ra với người. Sau một ít lâu, dân Ammon giao chiến cùng Israel. Trong lúc dân Ammon đánh Israel, các trưởng lão Gala-át đi đem Giép-thê ở xứ Tóp về. Họ nói cùng người rằng: xin hãy đến làm quan tướng chúng ta sẽ đánh dân Ammon. Nhưng Giép-thê đáp cùng các trưởng lão Gala-át rằng: các ông há chẳng phải là kẻ ghét tôi và đuổi tôi khỏi nhà cha tôi sao? Còn bây giờ các ông đang bị cùng khốn, sao lại đến tôi? Các trưởng lão Gala-át đáp cùng Giép-thê rằng: bây giờ chúng ta lại đến cùng ngươi, hầu cho ngươi đi với chúng ta. Ngươi sẽ đánh dân Ammon, rồi sẽ làm đầu của chúng ta và của hết thảy dân xứ Gala-át. Giép-thê lại đáp cùng các trưởng lão Gala-át rằng: ví bằng các ông đem tôi về đặng đánh dân Ammon, và nếu Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay tôi, thì tôi sẽ làm đầu các ông chứ? Các trưởng lão Gala-át nói cùng Giép-thê rằng: chúng ta quả sẽ làm y như lời ngươi đã nói. Nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa chúng ta. Vậy Giép-thê đi cùng các trưởng lão Gala-át. Dân sự lập người làm đầu và tướng, rồi tại Mít-ba, Giép-thê lặp lại trước mặt Đức Giê-hô-va hết thảy những lời người đã nói. Đoạn, Giép-thê sai sứ giả đến cùng vua dân Ammon mà nói rằng: ta với ngươi có việc chi nên ngươi kéo đến ta đặng hãm đánh xứ ta? Vua dân Ammon đáp cùng sứ giả Giép-thê rằng: ấy bởi Israel khi ra khỏi nước Ai Cập có chiếm lấy xứ ta từ Ác-nôn cho đến Gia-bốc và Giô-đanh. Bây giờ hãy trả êm lại xứ ấy cho ta. Giép-thê lại sai sứ giả đến cùng vua dân Ammon đặng nói rằng: Giép-thê nói như vậy: Israel không có xâm đoạt địa phận Mô-áp, cũng chẳng có chiếm lấy xứ của dân Ammon. Song khi Israel ra xứ Ai Cập thì đi ngang qua đồng vắng cho đến biển đỏ, rồi tới Ca-đe. Bây giờ người sai sứ giả đến vua Ê-đôm đặng tâu rằng: xin cho tôi đi ngang qua xứ vua. Nhưng vua Ê-đôm không bằng lòng. Người cũng sai sứ giả đến vua Mô-áp, vua Mô-áp cũng không khứng cho, nên Israel cứ ở tại Ca-đe. Đoạn, người lại đi vào đồng vắng, vòng quanh xứ Ê-đôm và xứ Mô-áp, rồi đến cõi phía đông xứ Mô-áp. Người hạ trại ở bên kia Ác-nôn, không vào bờ cõi Mô-áp, vì Ác-nôn là giới hạn của xứ Mô-áp. Rốt lại, Israel sai sứ giả đến cùng Si-hôn, vua người Amorít ở tại Hết-bôn, và dặn nói rằng: xin để cho chúng tôi đi ngang qua xứ vua đặng đến xứ chúng tôi. Nhưng Si-ôn không đủ tin dân Israel nên không cho đi ngang qua xứ mình, bằng hiệp lại cả cơ binh mình kéo đến đóng trại tại Gia-hát và chống đấu cùng Israel. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phó Si-ôn và cả cơ binh người vào tay Israel. Israel đánh bại chúng nó và lấy toàn xứ dân Amorít là dân ở miền đó. Vậy Israel nhận được toàn xứ dân Amorít từ Ác-nôn cho đến Gia-bốc và từ đồng vắng cho đến Giô-đanh. Vậy bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã đuổi dân Amorít khỏi trước mặt dân Israel của Ngài rồi, thì ngươi lại muốn chiếm lấy xứ của họ sao? Ngươi há chẳng nhận được đất mà Kê-mốt là thần của ngươi đã ban cho ngươi sao? Thế thì chúng ta cũng nhận được đất của những kẻ nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã đuổi khỏi trước mặt chúng ta.
vả lại, ngươi có trỗi hơn Balak, con trai Sếp-bô, vua Moab chăng? Hắn há có khi nào cãi cọ hay là chiến đấu cùng Israel chăng? Đang lúc 300 năm mà Israel ở tại Hết-bôn và các thành địa hạt nó, A-rô-e và các thành địa hạt nó, cùng hết thảy các thành ở dọc theo Ạc-nôn, sao ngươi không lấy nó lại trong khi đó? Vậy, ta không có phạm tội cùng ngươi, nhưng ngươi đã làm quấy cùng ta mà hãm đánh ta. Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng đoán xét, ngày nay xét đoán giữa dân Israel và dân Ammon. Nhưng vua dân Ammon không khứng nghe lời của Giép-thê sai nói cùng người. Thần của Đức Giê-hô-va bèn cảm động Giép-thê, người trải qua Gala-át và Ma-na-xê, sang đến Mít-ba ở Gala-át, rồi từ Mít-ba ở Gala-át người đi đánh dân Ammon. Giép-thê khẩn nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: nếu Ngài phó dân Ammon vào tay tôi, khi tôi thắng chúng nó trở về, hễ chi ở cửa nhà tôi đi ra đầu hết đặng đến đón rước tôi, thì nấy sẽ thuộc về Đức Chúa Trời, và tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu. Đoạn, Giép-thê đi đến dân Ammon đặng giao chiến cùng chúng nó, và Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay người. Người đánh bại chúng nó từ A-rô-e cho đến Minit và cho đến A-ben-Keramim, cùng chiếm lấy của chúng nó 20 cái thành. Ấy là một bại trận rất lớn, dân Ammon bị phục trước mặt dân Israel. Giép-thê trở về nhà mình tại Mít-ba. Kìa, con gái người ra đón rước người, có cầm trống nhỏ và nhảy múa. Nàng là con một của người, ngoài nàng chẳng có con trai hoặc con gái nào khác hơn. Giép-thê vừa thấy nàng liền xé áo mình mà rằng: ớ con, than ôi, con gây cho cha tức tối quá thay. Con thuộc vào số kẻ làm rối cha, vì cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va không thể nuốt lời. Nàng thưa rằng: cha ơi, nếu cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho con y như lời ra khỏi miệng cha, vì bây giờ Đức Giê-hô-va đã báo thù kẻ cừu địch cha rồi, tức là dân Ammon. Đoạn, nàng lại nói cùng cha mình rằng: xin cha hãy nhậm cho con lời này, để cho con thông thả trong 2 tháng, con sẽ đi ở trên núi đặng cùng chị em bạn con khóc về sự đồng trinh của con. Giép-thê đáp rằng: con cứ đi, rồi người để nàng đi 2 tháng. Vậy nàng đi cùng chị em bạn mình khóc sự đồng trinh mình tại trên núi. Cuối 2 tháng, nàng trở về cha mình, và người làm cho nàng tùy theo lời khấn nguyện mình đã hứa. Nàng chẳng có biết người nam. Tại cớ đó trong Israel có thường lệ này: mỗi năm các con gái Israel đi than khóc con gái của Giép-thê người Gala-át trong 4 ngày. Chương 12. Người Ép-ra-im nhóm hiệp đến tại Sa-phôn và nói cùng Giép-thê rằng: vì sao ngươi đi đánh dân Ammon không gọi chúng ta đi với? Chúng ta sẽ đốt nhà ngươi luôn với ngươi. Giép-thê đáp rằng: ta và dân sự ta có cuộc tranh cạnh rất lớn với dân Ammon, và khi ta kêu các ngươi thì các ngươi không có giải cứu ta khỏi tay chúng nó. Thấy rằng các ngươi không đến tiếp cứu ta, thì ta đã liều mình đi đánh dân Ammon, và Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay ta. Vậy sao ngày nay các ngươi lên đến ta đặng tranh chiến cùng ta? Kế ấy, Giép-thê hiệp lại hết thảy dân Gala-át giao chiến cùng Ép-ra-im. Người Gala-át đánh bại người Ép-ra-im vì họ có nói rằng: ớ dân Gala-át, giữa Ép-ra-im và Ma-na-xê, các ngươi chỉ là kẻ trốn tránh của Ép-ra-im đó thôi. Đoạn, người Gala-át xâm chiếm những chỗ cạn sông Giô-đan trước khi người Ép-ra-im đi đến đó. Và khi một người trốn nào của Ép-ra-im nói rằng: xin để cho tôi đi qua, thì người Gala-át nói rằng: ngươi có phải người Ép-ra-im chăng? Người đáp: không. Chúng bèn nói cùng người rằng: thế thì hãy nói Si-bô-lết. Người nói Si-bô-lết, không thể nói cho rõ được. Chúng bèn bắt họ và giết đi tại chỗ cạn của sông Giô-đanh. Trong lúc đó, có 42.000 người Ép-ra-im bị chết. Giép-thê, người Gala-át, làm quan xét trong Israel được 6 năm. Đoạn người qua đời và được chôn trong một thành ở xứ Gala-át. Sau người, có Íp-sang ở Bethlehem làm quan xét trong Israel.
người có 30 con trai và 30 con gái. Người gả các con gái ra ngoài nhà mình và cưới 30 con gái ở ngoài làm vợ cho các con trai mình. Người làm quan xét trong Israel được 7 năm. Đoạn Ibsang qua đời, được chôn tại Bethlehem. Sau Ibsang có Elon, người Sabulon, làm quan xét trong Israel, phán xét Israel trong 10 năm. Đoạn Elon người Sabulon qua đời, được chôn tại Ayalon trong đất chi phái Sabulon. Sau Elon có Abdon, con trai Hilen, người Phirathon, làm quan xét trong Israel. Người có 40 con trai và 30 cháu trai, chúng nó đều cưỡi 70 lừa con. Người phán xét Israel 8 năm. Đoạn Abdon, con trai Hilen, người Phirathon qua đời và được chôn tại Phirathon ở xứ Ephraim, trên núi dân Amalek. Chương 13. Dân Israel cứ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Philistin trọn 40 năm. Vả, có một người Sorea thuộc về một họ hàng của chi phái Đan tên là Manoa, vợ người son sẻ không có con. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người đàn bà ấy mà rằng: Kìa, ngươi son sẻ không có con, nhưng ngươi sẽ thọ thai và sinh một đứa trai. Vậy từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi sai, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, vì ngươi sẽ có nghén và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Về sau, nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philistin. Người đàn bà đi thuật lại cùng chồng mình rằng: Một người của Đức Chúa Trời đã đến cùng tôi, diện mạo người giống như diện mạo thiên sứ của Đức Chúa Trời, rất đáng kinh đáng sợ. Tôi không dám hỏi người ở đâu, người cũng không tỏ cho biết tên người. Nhưng người có nói cùng tôi rằng: Kìa, ngươi sẽ thọ thai và sinh một đứa trai. Vậy bây giờ chớ uống rượu hay là vật chi sai, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, vì đứa trẻ đó từ trong lòng mẹ cho đến ngày qua đời sẽ làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Manoa cầu nguyện Đức Giê-hô-va mà rằng: Ôi Chúa, xin Chúa cho người của Đức Chúa Trời mà Chúa đã sai xuống lại đến cùng chúng tôi, đặng dạy chúng tôi điều phải làm cho đứa trẻ sẽ sinh ra. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của Manoa. Thiên sứ của Đức Chúa Trời lại đến cùng người đàn bà đang khi ngồi trong đồng ruộng, còn Manoa chồng nàng không có tại đó với nàng. Người đàn bà liền chạy thuật cho chồng rằng: Kìa, người đã đến cùng tôi ngày nọ, nay lại hiện đến. Manoa đứng dậy đi theo vợ mình, và khi đến gần người đó thì nói rằng: Ông có phải là người đã nói cùng đàn bà này chăng? Người đáp: Ấy là ta. Manoa tiếp: Khi lời ông ứng nghiệm thì đứa trẻ phải giữ theo lệ nào và phải làm sao? Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp cùng Manoa rằng: Người đàn bà phải kiêng cử mọi điều ta đã dặn. Nàng chớ nên ăn sản vật gì của vườn nho, chớ nên uống rượu hay là vật chi uống sai, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch. Người khá giữ theo mọi điều ta đã chỉ dạy cho. Bây giờ, Manoa thưa cùng thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng: Xin cho phép chúng tôi cầm ông lại, đặng dọn dâng cho ông một con dê con. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp cùng Manoa rằng: Dầu ngươi cầm ta lại, ta cũng chẳng ăn thực vật của ngươi. Nhưng nếu muốn làm một của lễ thiêu thì hãy dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Vả, Manoa không rõ ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Manoa lại thưa cùng thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng: Danh ông là chi để chúng tôi tôn trọng ông khi lời ông phán được ứng nghiệm? Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp rằng: Sao ngươi hỏi danh ta như vậy? Danh ta lấy làm diệu kỳ. Manoa bắt con dê con luôn với của lễ chay dâng lên cho Đức Giê-hô-va tại trên hòn đá. Thiên sứ bèn làm ra một việc lạ lùng, có Manoa và vợ người làm chứng kiến. Trong lúc ngọn lửa từ bàn thờ cất bay lên trên trời, thì thiên sứ của Đức Giê-hô-va cũng lên theo trong ngọn lửa của bàn thờ. Thấy vậy,
Manoah té sấp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va chẳng còn hiện đến cùng Manoah và vợ người nữa. Manoah nhận biết ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, bèn nói cùng vợ rằng: quả thật chúng ta sẽ chết vì đã thấy Đức Chúa Trời. Nhưng vợ đáp rằng: nếu Đức Giê-hô-va muốn giết chúng ta, lẽ nào Ngài có nhậm của lễ thiêu và của lễ chay nơi tay ta? Lại lẽ nào Ngài đã cho chúng ta thấy các điều này và cho ta nghe những lời mà chúng ta đã nghe ngày nay? Người đàn bà này sinh một con trai, đặt tên là Samson. Đứa trẻ lớn lên và Đức Giê-hô-va ban phước cho. Thần của Đức Giê-hô-va khởi cảm động người tại trong dinh đan giữa khoảng Sorea và Etaon. Thi Thiên 83. Đức Chúa Trời ơi, xin chớ làm thinh. Đức Chúa Trời ơi, xin chớ nín lặng, chớ đứng yên. Vì kìa, các kẻ thù nghịch Chúa náo loạn, và những kẻ ghét Chúa ngước đầu lên. Chúng nó toan mưu độc, hại dân sự Chúa, bàn nghị nhau nghịch những kẻ Chúa che giấu. Chúng nó nói rằng: hãy đến tuyệt diệt chúng nó đến nỗi không còn làm nước, hầu cho danh Israel không còn được kỷ niệm nữa. Vì chúng nó một lòng bàn nghị nhau, lập giao ước nghịch cùng Chúa. Các trại Edom và người Ismael, Moab và người Hagarit, Gebanh, Ammon và Amalek, người Philistin với dân Tyre, Assyri cũng hiệp với chúng nó mà giúp đỡ con cháu Lot. Hãy đãi chúng nó như Madian, như Sisera, như Jabin tại khe Kishon, là kẻ bị hư nát tại Endore, trở thành phân cho đất. Hãy làm cho các người tước vị chúng nó giống như Oreb và Cf, và hết thảy quan trưởng họ giống như Sebat và Sanmuna, vì chúng nó nói rằng: ta hãy chiếm lấy làm của các nơi ở Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tôi ơi, hãy làm cho chúng nó giống như bụi bị gió cuộn, tợ như rơm rạ ở trước gió. Lửa thiêu đốt rừng, lửa ngọn cháy núi thế nào? Hãy lấy trận bão Chúa đuổi rượt chúng nó, và dùng giông tố Chúa khiến chúng nó kinh khiếp thể ấy. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm mặt chúng nó đầy nhuốc nhơ, để chúng nó tìm cầu danh Ngài. Nguyện chúng nó bị hổ thẹn và thất kinh đến đời đời. Nguyện chúng nó bị hổ ngươi và hư mất, hầu cho chúng nó biết rằng chỉ một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, là đấng chí cao trên khắp trái đất. Chương 21. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: hỡi con người, hãy xây mặt về phía nam, đối với phương nam mà nói, đối với rừng của đồng nội phương nam mà nói tiên tri. Khá nói cùng rừng phương nam rằng: hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: này, ta sẽ nhen lửa trong ngươi, lửa sẽ thiêu nuốt hết cả cây xanh và cả cây khô nơi ngươi. Ngọn lửa hừng sẽ không tắt, mọi mặt sẽ bị cháy bởi nó từ phương nam chí phương bắc. Mọi xác thịt sẽ thấy rằng ấy là ta, Đức Giê-hô-va, đã nhen lửa, lửa sẽ không hề tắt. Bây giờ ta nói rằng: ôi, hỡi Chúa Giê-hô-va, họ nói về tôi rằng: nó chẳng phải là kẻ nói thí dụ sao? Đoạn có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: hỡi con người, hãy xây mặt về phía Jerusalem, đối với các nơi thánh mà buông lời, đối với đất Israel mà nói tiên tri. Khá nói cùng đất Israel rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: này, ta nghịch cùng ngươi, ta sẽ rút gươm ta ra khỏi vỏ nó, đặng dứt kẻ công bình và kẻ dữ khỏi giữa ngươi. Vì ta sẽ dứt kẻ công bình và kẻ dữ khỏi giữa ngươi, thì gươm ta sẽ ra khỏi vỏ nó nghịch cùng mọi xác thịt từ phương nam đến phương bắc, và mọi xác thịt sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, đã rút gươm ra khỏi vỏ nó sẽ không trở vào nữa. Hỡi con người, còn như ngươi, hãy than thở như gãy lưng, phải, hãy than thở trước mắt chúng nó cách cay đắng. Nếu chúng nó nói cùng ngươi rằng: làm sao ngươi than thở? Thì ngươi trả lời rằng: ấy là bởi cớ tin tức. Vì nó đến, làm cho mọi lòng đều tan chảy, mọi tay đều yếu đuối, mọi trí đều hao mòn, mọi đầu gối đều yếu như nước. Này, nó hầu đến,
lời ấy sẽ làm thành. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy nói tiên tri, và rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy. Hãy nói rằng, cái gươm nhọn và sáng, nó nhọn cho sự chém giết, nó sáng đặng văng ra như chớp. Chúng ta có nên vui mừng chăng? Cái gậy của con trai ta, nó khinh dễ mọi cây khác. Người ta đã cho cái gươm này được sáng đặng cầm nơi tay, ấy là cái gươm nhọn và sáng để cho vào tay kẻ giết. Hỡi con người, khá kêu la và than vang, vì gươm ở trên dân ta, ở trên mọi quan trưởng Israel, là những kẻ đã bị nộp cho gươm với dân ta. Vậy nên hãy vỗ vế. Phải, có sự thử thách. Cây gậy khinh dễ sẽ thành ra hư không, thì làm thế nào? Chúa Giê-hô-va phán vậy. Hỡi con người, vậy ngươi khá nói tiên tri đi, khá đập tay, hãy đánh gươm gấp lên đôi ba lần. Ấy là gươm của người bị thương đến chết, ấy là gươm của người lớn bị thương đến chết vào trong buồng kín. Ấy là để làm cho lòng chúng nó tan chảy, cho thêm nhiều sự vấp ngã, mà ta đã đặt gươm ngâm đen nghịch cùng mọi cửa chúng nó. Ôi, gươm đã như chớp nhoáng, đã bén nhọn để giết. Ngươi hãy nhóm lại về bên hữu và dàn trận về bên tả, tùy nơi mặt ngươi hướng về. Ta cũng đập hai tay và khiến cơn giận ta yên lặng. Ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, phán điều đó. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy. Hỡi con người, ngươi cũng hãy chỉ định cho mình hai con đường, đặng dùng làm lối đi qua cho cái gươm của vua nước Babylon. Hai con đường ấy khá đi ra cả hai từ một đất. Lại vạch một dấu, vạch ở đầu đường đi đến thành kia. Ngươi khá chỉ định đường lối cho gươm đi qua. Một đường thì hướng về Rabba, thành của con cái Ammon, và một đường hướng về Juda tại Jerusalem là thành bền vững. Vì vua Babylon đứng lại nơi chán ba, là nơi vào hai con đường ấy đặng bói khoa. Vua ấy lắc những cái tên, hỏi các thần tượng và xem xét gan. Trong tay hữu người có điềm chỉ về thành Jerusalem, đặng dùng máy để phá thành, đặng mở miệng giết lát, đặng cất tiếng kêu la, đặng dùng những máy phá thành nghịch cùng cửa thành, đặng đắp lũy và lập đồn tại đó. Những kẻ đã thề lời thề đều thấy trong những lời đó chỉ là một điềm dối, nhưng vua thì sẽ nhắc lại cho chúng nó nhớ sự gian ác mình mà bắt đi làm phu tù. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: vì các ngươi đã nhắc cho nhớ lại sự gian ác mình, làm cho sự phạm tội bày ra, tỏ ra tội lỗi mình trong mọi việc làm, vì các ngươi nhắc lại cho nhớ, thì các ngươi sẽ bị tay bắt. Về phần ngươi, vua chúa Israel, người gian ác bị thương đến chết kia, ngày của ngươi đã đến, trong kỳ gian ác về cuối cùng. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: hãy cất mũ này, lột mão triều thiên này, sự này chẳng giống như trước nữa. Cái gì thấp, hãy lại cất lên, cái gì cao, hãy hạ xuống. Ta sẽ úp đổ, úp đổ, úp đổ nó. Sự này cũng sẽ không còn nữa, cho đến chừng nào đấng đáng được sẽ đến, thì ta sẽ giao cho. Hỡi con người, hãy nói tiên tri mà rằng, về con cái Ammon và sự khinh lờn của chúng nó, thì Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hãy nói, thanh gươm đã tuốt ra cho sự giết lát, đã mài sáng đặng nuốt đi, đặng nên như chớp. Đang khi chúng nó vì ngươi thấy sự hiện thấy giả dối, bói khoa sự dối cho ngươi, hầu cho đặt ngươi trên cổ kẻ gian ác bị thương hầu chết. Ngày chúng nó đã đến trong kỳ gian ác về cuối cùng. Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ, ấy là ở trong nơi mà ngươi đã được dựng nên, trong đất ngươi sinh ra, mà ta sẽ xét đoán ngươi. Ta sẽ đổ cơn giận ta trên ngươi, lấy lửa của sự thạnh nộ ta mà thổi trên ngươi, và ta sẽ phó ngươi trong tay người tàn bạo,
giỏi sự hủy diệt. Ngươi sẽ làm củi cho lửa, máu ngươi sẽ ở giữa đất, và người ta sẽ không còn nhớ ngươi nữa, vì ta, Đức Giê-hô-va, đã phán. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.